Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại cái kênh của em, kênh của em 4.vn, và tiếp tục cái video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cả nhà một cái sản phẩm của Đức, Elofox của Đức. Và cả nhà có thể mua tại website của em 4.vn, và nhớ là khi xem chúng ta có thể bấm like ở phía dưới và bấm theo dõi, đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới từ cái kênh của em. Đây là một cái bộ của Elofox với cái mã cái model là 23HK. Elofox này là một cái thương hiệu của Đức ha, một thương hiệu của Đức, là công ty con của Elora. Anh em có thể truy cập vào website elora.d, là cái tên miền .d là của Đức á, để tham khảo thêm cái những cái sản phẩm của Elora Elofox ở đây để biết rõ là xuất xứ, nó đến từ Đức ha. Đây là xuất xứ nhập khẩu từ Đức về. Ở đây nó có những cái mũi rất là thông dụng, tức là cộng 1, cộng 2, tức là 2 mũi cộng 2, rồi cộng 3, cộng 4 luôn đó. Rồi mũi BZ tức là nó sao, tức là nó gì nè, cái mũi BH2 ha. Rồi tới là mũi BZ là nó sẽ có cái chia như thế này đó. Tức là nó bốn cạnh, rồi nó thêm cái chia nữa, cái chia ở chính giữa những bốn cạnh đó nữa. Thì ở đây nó có BZ là BZ0, BZ0, BZ0 và BZ01, BZ1, BZ2, BZ3. Còn dấu trừ, trừ thì có 3.5 đó. Rồi bông đầu, bông sao, bông sao thì nó có bông sao chính, tức là hoa thị á, hoa thị 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Rồi có lục giác là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó. Nó dường như là đầy đủ hết luôn đó anh em, cái bộ này của Đức ha, Elofox của Đức đó, thấy không? Ở đây thì nó có cái đầu nói này, tức là anh em dùng vô gắn vô máy bút chích ha. Cái này là cái chuẩn đuôi ngắn, tại vì ở bên châu Âu thì giống như thằng của thằng Mỹ ha, tức là của Stanley cũng vậy, máy Stanley rồi á, máy The World, máy Stanley thì anh em có thể gắn vô đây được, vì nó đây là chuẩn ngắn. Anh em gắn vô, rồi cái này thì anh em muốn sử dụng vít nào thì anh chỉ cần đút vô đây thôi đó, ha, đút vô, kéo này xuống. Anh sợ lắm nè, đó, thấy không? Lúc này chỉ kéo xuống là nó sẽ dặn ốc thôi. Thì mình gắn vô máy móc dít á, máy dít cái bộ này là mình có thể sử dụng được. Rồi cái này là cái đầu nối để mình gắn những cái đầu khẩu 1/4, gắn đầu khẩu 1/4 á, đầu khẩu nhỏ. Thì cái bộ này của Đức thì nó mắc tiền nha anh em. Bộ này á, cái hàng này được nhập khẩu từ Đức về. Thì cái bộ này giá của nó là 1.300.000, mã là 2246, 2246 với giá 1.300.000, Elofox H23HK ha, giá 1.300.000, 1.300.000, giá này giá chưa có phí vận chuyển nha anh em, chưa phí vận chuyển, mã là 2246, anh em chuyển khoản sẽ được miễn phí vận chuyển luôn, miễn phí vận chuyển nha, 2246 giá 1.300.000. Rồi, tiếp tục giới thiệu cho anh em cái này thì, tại sao em giới thiệu cái này chung với cái này, tại vì cái này anh em sử dụng cái này có thể sử dụng cái mũi, những cái mũi bên đây, tại vì những cái mũi, những cái bên đây nó sẽ không có, mà cái hàng bên đây nó sẽ cứng hơn. Elofox nó sẽ, hàng của Elofox á, nó cứng hơn, cái độ cứng nó cao hơn so với cái mũi này. Cho nên là nếu mà anh em mua thì anh mua hai cái này luôn, đó, sẽ rất là tiện. Tại vì cái này nó là cái chữ T để mình dặn. Thì ở đây nó chữ T này nó đã có những cái đầu thích hợp ở đây, là những cái đầu bông sao. Bông sao ở đây nó có đầu bông sao nhưng mà không có đầu phiết. Nó là dường như là đủ hết luôn đó anh em. Anh em mua hai bộ này là đủ hết luôn. Ở đây là bông sao là cái lỗ nó phiết vô đó, còn ở đây là nó không phiết. Thì hai cái là mình sử dụng cho hai trường hợp khác nhau ha. Hai trường hợp khác nhau. Ở đây nó có T8, T10, T15, T20, T25, 27, 30, 40. Và ở đây là cộng 2 và trừ 6 đó, của Vesel nội địa Nhật. Thì cái này giá của nó là vẫn là 280.000, mã là 2237, 2237 với giá 280 ha, 280 giá chưa phí vận chuyển nha anh em, chưa phí vận chuyển. Rồi bây giờ sẽ có chương trình như thế này, khi anh em mua cái bộ này đó, giống như những cái chương trình kia, anh em được giảm giá rất là đặc biệt, tức là giảm giá một sản phẩm dưới giá vốn của em luôn. Khi anh em mua cái bộ này giá 1.300.000, anh em sẽ được mua cái sản phẩm này với giá của nó chỉ 180.000 thôi. 180.000 cho cái này là anh em đi kiếm tiền không có ra cái chỗ nào bán 180 đâu ha. Đó, anh em nếu mua cái bộ này sẽ được mua cái bộ này với giá 180 ha. Còn nếu mua lẻ thì giá là 200
80.000, mã là 227. Nếu anh em mua một cái này duy nhất ha, mua cái này duy nhất, và số lượng nó có giới hạn thôi anh em, hết hàng thì mình phải chờ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại 0933 119 646. Chào cả nhà, chào mọi người nha.